Đời người có bốn cảnh giới khó đắc nhất. Đời người có vui cũng có buồn, có niềm hạnh phúc cũng có lắm nỗi bi ai. Vậy nên có thể giữ vững kiên cường trong nội tâm, giữ được sự tiêu diêu tự tại trong tâm hồn không phải là điều quá dễ dàng. Vậy nên mới nói rằng đời người có bốn cảnh giới khó đắc nhất. Một là đau mà không than, thể hiện sự kiên cường trong nội tâm. Đại bàng đau cất tiếng kêu thảm thiết, nó sẽ không thể cất cánh giữa trời cao. Thỏ đau thì sẽ dừng lại kêu gào, có khi nó sẽ trở thành một bữa tối ngon lành. Có thể thấy rằng nếu đau mà than vãn thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện. Quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay. Khi bị đau, tức là cuộc đời đang cung cấp nền tảng thành công cho chúng ta. Đau mà không than. Không than không phải là không đau, mà là dám đối mặt với nỗi đau buồn, niềm đau thương và sự đau đớn. Muốn làm được đau mà không than, chúng ta cần có sự kiên cường để san bằng những khó khăn trở ngại. Chúng ta cần có trí huệ kiếp người để chống đỡ lại sóng gió trên đường đời. Kỳ thực, đau mà không than chỉ có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan mạnh mẽ. Sau khi mưa gió qua đi, ánh cầu vồng sẽ lung linh màu sắc. Hai là cười mà không nói, thể hiện sự khoáng đạt, tiêu diêu tự tại trong tâm hồn. Có những khi bạn phải đối mặt với những lời giễu cợt của bạn bè, cũng có khi bạn sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Nếu bạn cứ nhất quyết phải nhiều lời đôi co, giải thích, thanh minh với họ, thì chỉ càng đẩy họ sang một bên thái cực đối lập với bạn. Cái tâm của bạn cũng sẽ bị khuấy động, do đó loạn càng thêm loạn. Lúc này chi bằng chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và để mặc cho người đời bàn luận đúng sai, tốt xấu. Mỉm cười có sức mạnh rời một ngọn núi. Một nụ cười nhẹ nhàng đôi khi còn thắng cả thiên binh vạn mã hùng mạnh. Người xưa có câu, quân tử lúc nào cũng đường hoàng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt. Đôi khi một nụ cười có thể làm tan chảy ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ, tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Một nụ cười thật đơn giản nhưng lại thể hiện sự bình thản, an nhiên tự tại trong tâm hồn bạn và đạo lý làm người nơi thế gian. Đời người sẽ khó tránh khỏi những lúc sẽ gặp phải những chuyện không vừa ý. Nếu chỉ oán trách không ngừng cũng chẳng ích chi, chỉ khiến lòng người càng thêm nặng nề, rối ren mà thôi. Lúc này, chi bằng bạn hãy tĩnh tâm xuống mà suy ngẫm. Sự trầm tĩnh như dòng nước chảy mãi không ngừng, nó sẽ làm dịu nỗi đau đang bùng cháy trong tim bạn. Sức mạnh nội tâm này cũng sẽ lắng đọng thành một trải nghiệm, hun đúc thành một trí tuệ ẩn sâu trong tim và thắp sáng tâm hồn. Khi gặp chuyện không vừa ý, chỉ cười mà không nói, thể hiện tấm lòng bao dung của một người. Đó không chỉ là tố chất đẹp có thể trấn tĩnh những dòng cảm xúc nông nổi, mà còn khiến bản thân mình không buột miệng nói ra những lời khiến người khác phải tổn thương. Ba là mê mà không mờ, thể hiện của người trí huệ. Muốn không bị mê hoặc bởi những chuyện trên thế gian thì điều bạn cần chính là sự mạnh mẽ trong nội tâm. Cổ nhân có một câu nói rất hay rằng, buồn mà không thương cảm. Khi nhiều chuyện đau khổ ập tới, chúng ta có thể buồn bã. Đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn phiền, bạn cũng đừng quên rằng luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả. Chỉ cần giữ những thiện lương,
trời xanh sẽ tự có an bài. Nếu có thể coi nhẹ được mất mát trên thế gian, thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát, bạn mới có thể không bị mê mờ. Có thể sức ảnh hưởng của thế giới bên ngoài quá mạnh mẽ, khiến bạn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà không thể kiềm chế bản thân. Nhưng khi bạn có đủ trí huệ, một thời gian sau bạn sẽ dần dần học được cách cân bằng. Tâm hồn con người có khả năng tự chữa lành vô cùng kỳ diệu. Mê mà không mờ là định lực tu luyện của kiếp người. Còn mê muội và không thể kiểm soát bản thân sẽ làm tổn thương chính mình. 4 là hoảng mà không loạn, là sự tĩnh tại nhờ tu dưỡng. Khi đối mặt với vinh nhục, con người rất khó tránh khỏi sự bàng hoàng thảng thốt. Tâm hoảng thì ắt sẽ động, mà trong động lại có tĩnh. Hoảng mà không loạn mới là vẻ đẹp khác biệt. Cổ nhân có câu rằng: nếu gặp chuyện oan ức mà không kinh sợ, gặp chuyện uất hận mà không hoảng loạn, thì người này có thể đảm nhận trọng trách. Đời người không thể tránh khỏi có những lúc bị oan khuất, nhưng gặp đại sự mà không loạn, gặp sóng lớn mà không mất đi thói quen thường hằng, đây là một tâm thái xử thế ung dung tự tại, giỏi ứng biến linh hoạt. Làm được như vậy thì khi đại sự đến mới không hoảng không loạn, mới có thể trầm tĩnh và điềm đạm. Khi gặp chuyện quan trọng, họ sẽ không lo lắng mà vẫn giữ được tâm thái bình hòa. Cảnh giới nhân sinh được đúc rút ra từ trong cuộc sống, được ngưng kết lại theo dòng chảy thời gian. Chỉ cần có mong muốn ngày càng hoàn thiện bản thân, luôn tiến về phía trước không mệt mỏi, thì bạn sẽ ngày càng trưởng thành. Sẽ có một ngày vào một buổi sáng ban mai rực rỡ, hay dưới bóng hoàng hôn êm đềm nào đó, ký ức thuở xưa của bạn sẽ mở ra. Bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những hiểu lầm, những nỗi đau sẽ sớm tiêu tan theo cơn gió của ngày hôm qua tự bao giờ. Chỉ còn lại nụ cười thật tươi trên khuôn mặt rạng ngời của bạn. Tu dưỡng lớn nhất trong nhân sinh là tha thứ. Trên thế gian này, việc không như ý thường chiếm đến 8-9 phần. Chẳng mấy ai trăm sự đều toại nguyện. Khi đối diện với chuyện không vừa ý, ta phải làm sao? Trong ngôi chùa cổ nọ, có một lão hòa thượng rất thích trồng phong lan. Trong tất cả các chậu phong lan, ông quý nhất một cây lan hồ điệp. Không phụ công chăm sóc cẩn thận của hòa thượng, cây lan nở ra những cành hoa màu vàng tươi thắm như những thiếu nữ đang nhảy múa. Một ngày nọ, vị hòa thượng có việc phải xuống núi gặp bạn, liền mang chậu hoa lan đưa cho tiểu hòa thượng trong chùa, dặn dò chăm sóc tỉ mỉ. Khi lão hòa thượng xuống núi được 2 ngày, như thường lệ, tiểu hòa thượng lại tưới nước cho lan rồi đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ. Chẳng ngờ hôm đó trời nổi cuồng phong, mưa lớn ầm ầm xối xả, chậu lan rớt xuống đất vỡ tan, những cành hoa mỏng manh bị gió mưa vùi dập cũng gãy nát hết. Tiểu hòa thượng trông chậu lan vỡ tan tành thì vô cùng buồn bã và lo lắng. Khi lão hòa thượng trở về, tiểu hòa thượng ủ rũ tìm tới xin lỗi và chuẩn bị sẵn tinh thần đợi sư phụ trách phạt. Tuy nhiên, khi ấy lão hòa thượng không trách cứ một lời, chỉ nở nụ cười hiền từ như không có gì xảy ra. Tiểu hòa thượng ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi: đây chẳng phải là cây phong lan sư phụ yêu thích nhất sao? Ngập ngừng quan sát nét mặt sư phụ hồi lâu, tiểu hòa thượng rụt rè hỏi: thưa sư phụ, thầy không giận con sao? Tại sao thầy không trách cứ con khi con làm hỏng giỏ lan thầy yêu thích? Lão hòa thượng mỉm cười hiền từ và đáp:
ta trồng lan không phải vì để tức giận. Một câu nói tưởng như đơn giản mà thực đã toát lên tấm lòng bao dung, tha thứ rộng lớn như biển cả của một người có tu dưỡng. Quả vậy, chúng ta trồng hoa không phải để tức giận. Nếu một khi cơn giận dữ đã khởi phát rồi, thì vẻ đẹp kia, hương thơm kia của cành hoa liệu có còn thuần khiết nữa? Giữa cái đẹp, niềm vui và sự tức giận muộn phiền, bạn chọn điều gì? Nếu mang tâm thù hận, thì nhìn đâu bạn cũng thấy cuộc sống trớ trêu, đáng ghét. Nếu mang lòng cảm ơn thế giới này, dù đi nơi đâu, bạn cũng cảm thấy thoải mái, sung sướng. Nếu bạn chín chắn, mọi việc cũng đều có thể theo đó chín chắn, vẹn toàn hơn. Nếu trong tâm luôn mang đầy tính toán, thì nhìn đâu cũng giá lạnh cõi lòng. Nếu có thể phóng khoáng, khoan dung, thì lúc nào trong hồn cũng là mùa xuân tươi đẹp. Không phải thế giới chọn lựa bạn, mà là bạn lựa chọn thế giới này. Càng không phải số phận mang đến cho bạn cuộc sống như thế nào, mà bản thân bạn chọn cách sống ra sao. Người có tấm lòng khoan dung, luôn lấy thiện đãi người, thì dù gặp phải sóng gió bão lớn đến đâu cũng đều chẳng động tâm. Có được tâm thái bình hòa, nhìn thấy cơ hội từ trong thử thách. Chỉ khi xem nhẹ thế sự bể dâu thì người ta mới có được nội tâm bình yên vô sự. Một đôi vợ chồng nọ sống với nhau vô cùng hạnh phúc, hòa thuận, vừa kỷ niệm 50 năm ngày cưới của mình. Ngay trước mặt quan khách dự lễ, người vợ chia sẻ bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình rằng: từ ngày mới kết hôn, tôi đã liệt kê ra 10 khuyết điểm của chồng. Tôi tự dặn lòng mình rằng mỗi khi ông ấy phạm phải một lỗi lầm nào trong đó, tôi sẽ bỏ qua tất cả để giữ gìn mái ấm của mình. Có người tò mò hỏi: vậy 10 khuyết điểm đó của chồng bà cụ thể là gì? Người vợ mỉm cười trả lời: thực sự thì hơn 50 năm qua, tôi chưa bao giờ liệt kê cụ thể những khuyết điểm ấy ra. Bất cứ khi nào ông ấy mắc lỗi và làm gì đó khiến tôi phát điên, tôi đều tự trấn an mình rằng coi như lần này ông ấy đã phạm phải 10 khuyết điểm mà tôi có thể tha thứ. Trong Thái Can Đàm, một trong những bộ sách hay nhất về thuật ứng xử, phép tắc lịch sự ở đời, tác giả Hồng Ứng Minh nói: cá bơi lội tự do vì biết quên đi nước, chim thuận theo gió bay lượn vì không biết có gió. Ngư đắc thủy thệ, nhi tương vong hồ thủy. Điểu thừa phong phi, nhi bất chi hữu phong. Khi cái tâm người ta không còn bị ngoại vật chi phối, tác động, thì tự nhiên sẽ đạt được cảnh giới bình an, tĩnh tại. Tùy kỳ tự nhiên vậy. Khoan dung, hai chữ nói nghe nhẹ nhàng mà sao nặng tựa Thái Sơn trong lòng. Là người sống trên đời, ai cũng có niềm ích kỷ riêng. Muốn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình thì khó hơn rời non lấp bể. Thế nên điều tu dưỡng này chỉ nói ra miệng thôi là chưa đủ, phải thực sự thấu hiểu mới làm được. Ghi hận thì dễ, khoan dung lại khó. Ghét bỏ thì dễ, mà yêu quý mới là gian nan. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thù hằn người đã phạm lỗi hoặc tưởng chừng như phạm lỗi với mình. Nhưng mấy ai dịu dàng chịu bỏ qua tất cả, không kết oán trong lòng đây? Bất cứ ai cũng có thể nghiêm khắc với người ngoài, dễ dãi với bản thân. Nhưng mấy ai làm được điều ngược lại, khoan dung với tất thảy nhưng nghiêm túc chấn chỉnh chính mình. Thế gian này bao la nhất là biển cả, rộng lớn hơn biển cả chính là bầu trời, và rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người. Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người chính là khoan dung, tha thứ. Khoan dung không phải là cho người, khoan dung là để cho mình. Trẻ biết khoan dung thì đường đời hanh thông, già biết khoan dung
thì bình an, thanh thản. Khoan dung không phải là nhu nhược, mà là đồng cảm với khó khăn của người khác. Thay vì xăm soi vào lỗi lầm, người khoan dung luôn nhìn vào ưu điểm của những người xung quanh. Do đó, họ có thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác mà nhìn đời bằng con mắt thanh thản, bình an. Người phương Tây có câu ngạn ngữ thế này: đừng khóc khi sữa đã bị đổ đi. Người Việt cũng có câu tương tự: thôi, đừng tiếc rẻ con gà quạ tha. Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, cố gắng bao nhiêu cũng không giữ được, cớ chi phải hận, phải sầu, trách cứ rồi oán thán đây.